Hello các bạn, chào mừng các bạn đã lại với mình là Sumo Lab đến từ làng Home Workout. Và hôm nay chúng ta sẽ tới với bài tập cuối cùng trong series tập luyện bạn ở nhà, đó chính là tập xô lưng và không cần xà nữa các bạn ha. Let's go. Thì trước khi vào bài tập, mình có một vài lời khuyên cho các bạn. Thứ nhất, đó là nếu như bạn có xà thì hãy tập cho xà các bạn. Thứ hai là hãy chắc chắn là các bạn đã xem qua cái clip cách cảm nhận cơ bắp khi tập luyện. Cái thứ ba là hãy chắc chắn thêm một lần nữa là bạn hãy tập được cái bài bụng hollow rock, tại vì đó chính là bài bụng cơ bản và nền tảng nhất để bạn có thể tập những bài tiếp theo ở đây. Và cuối cùng, không để các bạn đợi lâu nữa, mình vào bài luôn các bạn ha. Được chưa? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào bài khởi động các bạn. Khởi động này chúng ta sẽ nằm sấp xuống như mày. Và nếu như bạn nằm sấp bình thường á thì cái lưng bạn nó sẽ hơi bỏng đúng không? Bây giờ mình sẽ áp dụng hollow rock để cho cái bụng mình nó như vậy ha. Tức là cái bụng mình phần dưới rốn là nó không chạm sàn nè, hollow rock. Ok. Sau đó bạn đưa hai tay như vậy. Nó sẽ khởi động. Đưa hai tay hết biên độ vậy nhé các bạn. Xoay. Mình sẽ làm vậy 15 lần. Ok, lại khởi động nhé các bạn ha. Khi bạn quen rồi thì bạn nhấc chân lên. Bạn giữ hollow rock nha các bạn. Hoàn toàn không gồng cổ. Các bạn nhớ, nếu như bạn đã xem clip cảm nhận cơ bắp rồi thì nó sẽ không có rụt cổ, không có gồng cổ ở đây ha. Đơn giản. Xoay. 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 Ok. Thì sau khi bạn làm 15 lần xong, bạn tiếp tục để tay vị trí này. Mình vẫn đang khởi động ha. Rồi. Cái ngón cái của mình sẽ chỉ vào mông nè, để bạn biết hướng bằng tay mình nè. Rồi, gù lưng, siết bụng lên. Mình sẽ làm vậy 20 lần các bạn. Các bạn nhớ đưa vai gần chạm sàn nha. Ok. Đó chính là bài khởi động quyển 3. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bài chính. Bài chính đầu tiên này, bạn sẽ cần cầm một cái khăn hoặc là cái áo giống vậy ha. Bạn trải rộng cái áo ra, bạn kéo cái áo ra như vậy. Kéo áo là lúc nào mình sẽ kéo căng cái áo như các bạn. Hoặc nếu bạn có cộng dây trợ lực thì bạn cứ kéo căng cộng dây trợ lực ra. Ok. Bài tập của mình rất là đơn giản thôi. Mình sẽ cầm cộng dây trợ lực như mày, hoặc là cầm khăn, cầm áo gì cũng được. Nằm xuống. Được chưa? Kéo căng ra. Nhớ là phải kéo căng cộng dây này nhé bạn. Bạn nhớ kéo căng cộng dây này. Sau đó bạn sẽ kéo lên ngực. Khi bạn kéo đồng thời bạn ưỡn ngực lên. Kéo. Và thực hiện động tác này 15 lần giúp mình. Ok. Nó sẽ như vậy. Nếu bạn chưa quen bạn có thể chạm chân xuống đất. Ok. Chạm chân xuống đất. Còn nếu bạn đã quen rồi thì nhấc chân lên. Các bạn nhớ lúc nào cũng kéo căng cộng dây giúp mình nha, không có để lỏng ra, kéo nha, không tác dụng các bạn. Kéo căng ra. Thực hiện thế này ba set giúp mình nha. Nó xong bài đầu tiên. Bây giờ mình sẽ tới bài thứ hai. Bài thứ hai này là bài lau nhà giúp mẹ các bạn. Okay. Tức là bạn sẽ trải một cái áo xuống. Mục đích của có cái áo là để cho nó sàn nhà nó trơn một tí ha. Mình dễ làm. Mình sẽ mô phỏng động tác kéo xà các bạn. Đó là mình sẽ nằm sấp xuống như vậy. Động tác này phải nói là thì bí lắm mình mới tập. Okay. Tức là cho mình không có xà thì mình bí lắm để tập thôi. Và hai tay mình bám phía trước, đó mình mô phỏng đắt cái xà này. Kéo lên. Kéo. Ok, rồi chỉ xuống lại. Kéo. Ok, chỉ xuống lại. Bạn cũng thực hiện cái này 15 lần nha. Nhớ tay bám đất, siết bụng và dùng cơ xô của mình kéo. Kéo. Ok.
thì bàn này giúp bạn lau nhà được rất là sạch. Ví dụ như bạn thấy chỗ này sạch đúng không, bạn xích áo qua bên này, hay kéo tiếp xuống, kéo tiếp xuống, kéo. Thì bài này bạn thực hiện cũng 15 rep giúp mình nha. Bài này hy vọng là khi bạn tập xong thì nhà sẽ sạch, rồi mẹ bạn sẽ cho bạn tiền vì bạn đã làm việc nhà rất tốt. Ok, mình sẽ tới bài thứ ba. Ok, ở bài thứ ba này nó sẽ bài rất tốt cho phần vai sau và hậu vai phía sau ha. Tuy nhiên đây là bài nó tương đối khó, mình đã hướng dẫn kỹ thuật bài này rất rõ ở trong cái clip tập vai tại nhà, bạn có thể xem lại. Thì bạn sẽ thực hiện bài này 15 rep giúp mình. Nhìn nó xíu như vậy, lực nó sẽ, các bạn sẽ tác động lực vào cùi chỏ ha, để cùi chỏ xuống sàn, đẩy cùi chỏ lên, thế là nhìn 15 lần vậy các bạn. Và nếu các bạn đã quen với cái level này, chúng ta sẽ khó hơn một xíu, đó là chúng ta sẽ để tay lên ghế rồi. Nó sẽ giống như vậy ha. Các bạn tập bài này nhớ gót chân chạm sàn lại mình dày cũng được, dễ hơn, khó hơn. Ok, hoặc nếu như bạn nhà bạn có ghế cao như vậy, bạn có thể thay cái bài vừa rồi bằng bài này là như vậy. Cái này mình sẽ mô phỏng động tác kéo rô các bạn, dễ thì mình rút hai chân lại như vậy, kéo lên thế. Đúng không? Khó hơn. Thẳng tay, hưởng ngực, kéo, 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 kéo. Thì cái bài này nhìn rất là chuối nhưng mà nó vẫn hiệu quả. Bây giờ chúng ta sẽ tới bài thứ tư. Ok, và bài cuối cùng này chính là bài mà mình đã thực hiện ở đầu clip. Đây là bài nó mô phỏng động tác Front Lever Raise các bạn, tức là bạn để thẳng tay, bạn kéo xuống, bạn kéo xuống như vậy ha. Còn nếu như bạn tập gym, nó sẽ có một cái máy kéo cát, bạn cầm cát, bạn kéo xuống như vậy, kéo xuống như vậy. Ok, thì do mình không có dụng cụ, mình không có xà, mình cũng không có máy kéo cát đó, cho nên mình sẽ thay thế bằng cái bài này. Ok, bạn thực hiện giúp mình từ 8 tới 10 rep ha, thực hiện 5 hiệp. Đây chính là bài chính, thế nên các bạn hãy tập trung kỹ thuật tập tốt vào bài này. Nhớ siết bụng lại khi tập, và lúc bạn làm hãy thẳng tay các bạn nhé. Mình cùng tới bài tập này nào. Rồi, để bắt đầu động tác, bạn vào vị trí như mình vậy ha. Ok, duỗi thẳng người, siết bụng lại, sau đó bạn đẩy lên như mình, về lại. Đây là một bài khó nha các bạn nhìn thôi chứ thực nó khá là khó. Nếu như bạn chưa quen, bạn có thể chống gối cũng được, chống gối như vậy cũng được. Ok, mà đã quen rồi thì mình bạn làm giống như mình. Ok, thiền 8 rep 5 set nào. Ok, và mình đã vừa chia sẻ xong cho các bạn cách bài tập xô lưng tại nhà, không cần xà và cũng không cần dụng cụ. Nếu như trong quá trình tập luyện bạn còn bất kỳ thắc mắc nào nữa, đừng ngại comment trực tiếp ở phía dưới clip này hoặc inbox cho mình qua fanpage làm một workout, mình sẽ trả lời cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở series mới que tiếp theo. Series mới như thế nào chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi các bạn ha. Chúc các bạn tập luyện luôn tiến bộ và truyền cảm hứng cho người khác. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài hành tiếp theo nữa.
linh hoạt.